màu hiếu thực hai nhưng mình rơi trên thành phố bài lặp lại như một tần số và thả bạn em hư đồ nhóc hư hư đây là nghệ sĩ Bích Phương đây. Bích Phương nè Bích Phương nè ơi Thiên Ân ơi hello chào em, mình bên Behind the Scene. Hello mọi người, hãy chào đón ai là Nê Gíp. Nê Gíp hay quá. Ủa anh ơi, em tên là Nê Gáp mà. Em là Nê Gíp. Đúng Phước Thịnh đúng không? Đúng Phước Thịnh đúng không? Dạ em Phước Thịnh. Đúng Phước Thịnh đúng không? Anh ngồi quan sát mày cái hơn chục năm rồi đấy. Hiện tại thì chúng tôi có một người đang cầm máy cho là Diệp Lê Diệp Vũ Lâm và bên cạnh tôi đây là Isaac. Là có ba anh em chúng tôi. Ba người kia không thích ba anh em chúng tôi. Tự nhiên bạn Bích Phương với lại bạn Thúy Ngân với bạn DKV đã không chơi với tôi. Bỏ chúng tôi đi bơ vơ như thế này. Và có dấu hiệu khinh thường tụi tôi hiện tại. Thấy bị sao nó không có mở lòng anh ơi. Em thấy Bích Phương nó không mở lòng với em anh Giang. Thôi tôi thấy hả Bích Phương không có hòa đồng với tôi. Tôi chỉ chơi với Bích Phương mà thôi. Tôi đề nghị hát một bài tặng bà con. Tặng bà con. Đề nghị. Ủa có phải đâu? Không hát. Hát một bài tặng bà con đi. Ai làm gì mà sao hổ bà nội? Tôi mời xuống xe. Nhân ai đi về miền đất phương Nam. Tôi chỉ nhanh đường hát phiêu nữa. Memo hiếu thức như mây rơi trên thành phố bay lặp lại như một tần số còn thằng bạn em hư đồ nhóc